Rồi chúng ta vào ví dụ số 1. Chúng ta đọc đề. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử? Ta đọc đây ta biết ngay. Đây là một câu hỏi mang tính chất định tính, kiểm tra tính chất lý thuyết thôi, không có gì cả đúng không ạ? Câu A, chất không phải của phân tử. A, chuyển động không ngừng. B, giữa các phân tử có khoảng cách. C, có lúc đứng yên, có lúc chuyển động. Và D, chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Với một câu hỏi lý thuyết như này, nếu bạn nào mà chú ý cái bài giảng của thầy cũng như ghi chép đầy đủ thì thuyết động học phân tử chất khí ta thể trả lời được ngay. Đó là gì? Chất khí thì luôn luôn chuyển động hỗn độn và không không ngừng, cho nên nó không thể nào đứng yên được, đúng chưa? Vậy đáp án không đúng ở đây, không phải là của phân tử, không phải là của phân tử, thì đó chính là đáp án C. À, rất là dễ, câu hỏi lý thuyết mà đúng nhỉ? Rồi bạn nào quên lần này nghe cho thầy cái lý thuyết, xem lại video về lý thuyết cho thầy nhé.